Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Và hiện tại thì Nhật An đang có mặt tại showroom của Mắt Home chi nhánh ở miền Nam, 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh Nhật An, đây chính là anh Vịnh và anh Đạt, là thanh tra của Mắt Home. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một cái chuyến đi để mà thanh tra một công trình. Vậy thì không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm công trình nào vậy anh? Hôm nay anh với anh Vịnh bên phòng thanh tra của Mắt Home sẽ tới công trình của chị Hồng ở Long Khánh, Đồng Nai, kiểm tra sắt móng trước khi đổ bê tông. Là ngày hôm nay mình sẽ đi kiểm tra sắt móng. Đúng rồi. Vậy thì có lẽ là bây giờ không chần chờ gì nữa thì chúng tôi sẽ di chuyển ra xe và sẽ tiến đến Đồng Nai để có thể giới thiệu quý vị cái quy trình kiểm tra sắt móng của Mắt Home nhé. Sau một tiếng hơn di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại Đồng Nai ha, và chúng tôi đang có mặt tại công trình của nhà chị Hồng. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tiến hành quá trình thanh tra giám sát. Thì chào anh ạ. Anh xin giới thiệu với tất cả quý vị thì đây là anh Tâm, là giám sát của công trình của nhà chị Hồng. Vậy thì ngày hôm nay là mình sẽ kiểm tra hạng mục nào vậy anh? Trước hết là mình kiểm tra về cái phần kết cấu sắt đà dầm của cái móng băng này. Đấy. Thì cái móng băng này là được thiết kế là hệ móng băng hai phương. Đấy. Và trên, trước khi mà xác định được là đà được bố trí bao nhiêu sắt và loại sắt như thế nào, thì chúng ta phải căn cứ vào cái hồ sơ thiết kế đây, là cái bản vẽ. Đấy, về trước hết là kiểm tra về cái độ rộng của móng. Thì đây là đều mét mốt hết rồi không? Dạ, đúng không? Mét mốt. Và cái độ cao của dầm. Chúng ta lại phải xem bên này. Độ cao của dầm là 500 à? Đúng rồi, 500. Và trong này có một số các cái dầm chính là đều bố trí là 4 trên 4 dưới và sắt là phi 18, đúng không? Và đi là đi, nếu mà 4 trên 4 dưới là đi đai kép. Đây, dạ. Trong bản vẽ là thể hiện là đai kép đây. Đây. Còn những cây mà, những cái đà mà đi 3 trên 3 dưới đó, thì là đi đai đơn thông thường. Trước hết là kiểm tra cái độ rộng của cái móng trước đi. Rồi, như vậy là cái độ rộng là đạt yêu cầu. Đấy. Tiếp theo là ta kiểm tra đến cái phần sắt, đo coi là đúng 150 không. Sắt thì đây là cái đà này, cái vị trí đà này là 4 trên 4 dưới à? 4 trên 4 dưới. Tức là sắt chủ là được bố trí 4 trên 4 dưới. Bây giờ kiểm tra tiếp đến cái chiều cao. Đó, là đây là về cái chiều cao là hệ đà là 300-500. Thì cái chiều cao là 500 là đủ rồi. Và cái chiều ngang 300. Đó. Nói chung là nó còn đang thiếu nửa ly. Nhưng mà cái này đây là do cái ván này. Ván thôi, cho nó ván thì nó không thể là thẳng tuyệt đối được. Cái trong phạm vi 5 ly là ok. Và đồng thời ta cũng phải đi kiểm tra về cái sắt vĩ nữa này. Cái này là nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì cái này là cái mình cứ nói cho nó dễ hình dung là giống như người ngồi cái thuyền. Cái này là nó là cái thuyền để đỡ cái cây đà này, đúng không? Thì là cái lớp sắt chịu lực là bố trí ở phía dưới. Còn cái sắt cấu tạo là ở phía trên. Là như đây là làm này là ok này. Đúng.
Rồi cứ đi kiểm tra hết một lượt đi, rồi xem là các cái vị trí nối. Rồi đối với lại dầm dưới cốt 00 thì là phải nối. Đúng rồi. Giữa nhịp. Đúng rồi, là nối như này là đúng. Dưới okay. Là giữa nhịp. Đấy. Giữa nhịp. Bởi vì là cái hệ đà dưới cốt 00 là mô men là có cái xu hướng là nó mô men dương, đúng không? Đấy. Rồi đai chân cột. Đai chân cột là có đủ hết. Dạ. Đó. Tại có dây nãy cũng rồi rồi. Rồi về cái sắt đà thì cơ bản là như vậy thôi. Bây giờ là kiểm tra đến cái cột, cái sắt cột chờ. Cột 11, cột 10, cột 9. Cái kia. Không có lồ. Về cái phần cột thì là rất là đơn giản rồi, nó có một cái thiết kế chung, đó là đều là bốn cây sắt chủ hết, đúng không? Yeah. Và bố trí đai là phi 6 6 200 còn cái này ở dưới đó lại là làm theo cái của mình là cổ cao cổ móng là phi 8 A150. Đúng rồi. Em làm ok ok. Ở dưới. Rồi rồi, được rồi. Phi 8 A150. Rồi, ở ok. Trên là nữa sau này mình là phi 6. Đúng rồi. Dạ. Thế còn một cái việc cuối cùng nữa là gì? Đó là kiểm tra coi là cái cốt nền ở đâu. Dạ. Cái cốt 00 á. Cốt 00 500 xuống. 500 xuống. Anh đặt lại đo xem là bao nhiêu. Trong đầy đủ của nó là 2m. 2m05 đúng không? Dạ. Cái mà nó xuống 5 phần để rồi, có vậy. Rồi ok. Bao nhiêu? 1m98. Rồi, ok. Rồi, 5 phân là để 53. Rồi, cái này là trước khi đổ là kê bê tông hết rồi đúng không? Kê cục kê hết rồi. Rồi, thấy được rồi đấy. Thế là chỗ đạp kiểm tra đằng đó có vấn đề gì không? Sắt là bố trí đủ hết rồi. Chống chổi đằng hết rồi. Rồi, ok. Chắc chắn rồi đúng không? Và giới thiệu với tất cả quý vị thì bên cạnh Nhật An đây chính là chị Hồng, là chủ đầu tư của một công trình dự đoán là sẽ rất là đẹp ở trong tương lai luôn. Và anh ơi, sau quá trình mình kiểm tra công trình xong thì bây giờ mình có đôi lời chia sẻ với gia chủ gì ạ? Thì trước hết xin báo cáo với chị, đó là kiểm tra cái phần sắt thép đó, về cái sắt chủ của dầm, rồi là sắt đai đó, rồi là sắt vĩ ở dưới dầm. Thì cơ bản là các bác thợ là đã thi công là nó đúng theo về cái tiêu chuẩn thiết kế. Và bây giờ là cũng xin cái ý kiến ghi nhận của chị về cái chất lượng công trình khởi đầu nó như thế nào. Thì theo cái bức tường công trình khởi đầu á, thì chị thấy là cái dàn móng của bên mắt thơm làm rất là ok. Thật sự là lúc đầu thì chị cũng không có nghĩ là cái dàn móng làm được như vậy. Nhưng mà thì khi mà sau khi làm xong là chị thấy là chị rất là ưng ý. Dạ. Vậy thì chị có thể chia sẻ là cơ duyên nào mình đã biết đến mắt thơm và liên hệ không ạ?
Thì đầu tiên là chị lên YouTube, chị lên mạng thì chị thấy là cái tập đoàn của Markham là nó có một cái quy mô lớn, thì đập vô cái sự tin tưởng đầu tiên của mình là cái hệ thống của Markham. Thì sau đó thì cũng thấy ở khu vực Long Khánh này có mấy căn là do Markham làm, rồi chị cũng là ok. Rồi sau khi mà chị đã ok rồi thì trước khi mà ký hợp đồng thì bạn giám đốc của bên giám đốc thi công có dẫn chị đi một số căn nhà mà Markham đã xây dựng, thì cuối cùng là chị quyết định là Markham là sự lao động đầu tiên của chị, và chị ký hợp đồng với Markham. Đưa ra cái quyết định thì chị cũng trước đó cũng đã là có nhiều cái sự lựa chọn rồi đúng không, nhưng mà cái quyết định cuối cùng là chọn Markham khi mà thấy được những cái sản phẩm thực tế đã hiện ra đúng không, và mình nhìn thấy được một cái nét gì đó ở trong đó mà mình cảm thấy là mình hấp dẫn đối với mình và có phần yên tâm trong đó nữa đúng không? Và đó là cái sự tin tưởng đầu tiên khi mà mình lên mạng mình thấy cái tập đoàn Markham, thì mình thấy những căn nhà Markham đã làm đó, thì mình nói chung là cái giác quan đầu tiên của mình là có một cái sự tin tưởng rồi. Thì khi mà những cái sau này ấy, thì nó cũng nhằm trên cái sự tin tưởng đó và nó kéo dài luôn vào cái lựa chọn của mình. Thì khi mà bắt đầu mà đã lên cái dàn bóng thì mình thấy cái sự lựa chọn của mình Markham là ok, là chính xác. Vậy cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành từ có lẽ đây là một cái lựa chọn đúng của chị. Cảm ơn chị. Vậy thì ngày hôm nay thì Nhật An cùng với đội ngũ thanh tra cũng đã đến thăm công trình của nhà chị Hồng, và chúc chị là tương lai mình sẽ có một công trình thật là đẹp để làm tổ ấm cho gia đình của mình. Và nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.